Tổng cục Đường bộ vừa lập biên bản xử phạt công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì vì đã tự ý chặn hai đầu cầu Hạc Trì, thành phố Việt Trì, Phú Thọ bằng ụ bê tông và phân luồng cho các phương tiện qua cầu Việt Trì vào ngày 21 tháng 4 vừa qua. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc chủ đầu tư tự ý đóng trạm thu phí, phân luồng giao thông mà không được phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền, gây ảnh hưởng đi lại của chủ phương tiện, đã vi phạm luật giao thông đường bộ. Tổng cục Đường bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý Đường bộ 1 lập biên bản và xử phạt đối với công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì. Tổng cục Đường bộ yêu cầu chủ đầu tư cầu Hạc Trì phải kiểm điểm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng trên, báo cáo trước ngày 29 tháng 4. Theo giải trình của công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì, đơn vị chủ đầu tư dự án, do tình hình mưa bão gây chập điện tại trạm nên tổ chức đóng trạm thu phí từ 22 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 và phân luồng tất cả phương tiện qua cầu Việt Trì cũ. Tuy nhiên đáng nói là trước đó, công ty này lại mang ụ bê tông chặn lối qua cầu Việt Trì cũ, yêu cầu ô tô phải đi qua cầu Hạc Trì vì cho rằng cầu Việt Trì đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn lưu thông.